Bluetooth. Công tắc ổ AC có cầu chì. Rồi, mạch Bluetooth thì anh em lưu ý chỗ này. Vì cái dây cắm của nó ngắn mà nó nhỏ nữa nên mình hàn cái dây mới vào. Ở đây. Ở bên này thì ổ cắm AC đưa vào qua cầu chì và qua cái dây này đến công tắc. Rồi. Người ta lấy ra hai dây, một là dây từ ổ cắm đi tới biến thế, một dây nữa là từ công tắc đi tới biến thế. Và xong. Đây là mạch mic và MOSFET. Mạch này gồm có phần micro là 3 IC, 2 IC này sẽ là khuếch đại micro. Đó. Con IC bên này thì bên nhóm MOSFET. Anh em nhìn thấy này, mình ghi ở đây là đến Bluetooth, có nghĩa là cái ổ này nó sẽ cắm đến Bluetooth. Ở trong này có ghi chữ MOSFET LED, rồi không, rồi dry, rồi 5V, rồi GND, tức là chỗ này cấp điện cho Bluetooth. Rồi bus 5 bo echo, tức là cái này cắm lên bo echo. Ở trong này cũng có ghi từng chân nhỏ 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 của bo echo đó. Rồi cái chân, cái bệ này là đến công suất, có nghĩa là cắm nguyên cái bệ này đến một cái bo công suất. Rồi output đó, chân này là tín hiệu ra. Cái tín hiệu ra này nó cũng trùng với cái chân số 4 ở bên output này, nó có chữ out này. Cái này nó trùng với cái này. Rồi 5V 9V, tức là từ bo công suất sẽ cấp lên đây một bệ lớn luôn, là đủ các loại dây trong đó. Trong đó có điện cộng, rồi không, trừ, rồi tín hiệu out, rồi 5V 9V, đủ bệ như vậy. Đó là dành cho cái bo mà nó có công suất, mà nó có cấp đủ các tín hiệu điện và dây tín hiệu trong đó luôn. Và những cái bo công suất kiểu khác á, thì mình căn cứ theo cái ký hiệu này này, mình sẽ độ cho nó. Rồi ở bên đây á thì có là mic không dây, tức là nguyên cái bus 3 chân này sẽ cắm thẳng tới cái mic không dây. Rồi đến 3 chân tiếp theo sẽ là mic cộng guitar, tức là cái bo này là bo dùng chung cho nhiều loại, cho nên là mình làm kiểu này là mic 1, mic 2, rồi mic không dây, hoặc là mic 1, mic 2, rồi guitar, hoặc là ở đây là mình sẽ dùng cho 3 mic luôn, 3 cái lỗ mic luôn. Như vậy thì trên này thứ tự sẽ là 1, 2, 3, mic 1, mic 2, mic 3 là dây vàng, dây đen, dây nâu, còn cái dây màu tím là mát. Thì đến trên bo này thì mình sẽ là dây vàng, dây đen, dây nâu, còn dây màu tím thì sẽ là dây mát. Ở đây mình không dùng mic không dây, mình đang dùng mic ngoài mà. Rồi thứ tự các volume là mic 1, mic 2, mic 3, hoặc là có thể là mic không dây, mic 1, guitar, hoặc là mic không dây, mic 1, mic 2, tùy anh em. Rồi đến phần trep, anh xin lỗi, bass, đến trep. Còn bên này là phần music nè, music nè, trep nè, bass nè, còn ngược rồi, bass, trep nè. Rồi nói tóm lại là ở cái bước này thì chúng ta chỉ cần đấu từ cái bo trạm, bo lỗ cắm á, xuống cái bo mic music. Rồi nối rồi nha, để cho tiết kiệm thời gian nối cái này trước cho nó nhanh, nhưng mà nhìn theo thứ tự là biết ha. Rồi bây giờ ta xỏ nó vào trong này. Xong. Tiếp theo nha. Đây là bo echo, gọi là echo reverb. Reverb gì đó. DSP. Echo reverb DSP. DSP là cái chữ tiếng Anh gì đó. Ví dụ như là Digital Signal Processor, là xử lý bằng số. Có 5 dây của cái bo echo này. Thứ tự sẽ là B cộng, GND, B trừ, 3 dây đó là chắc chắn dây điện rồi.
Echo out, echo in. Rồi. Echo này nó xài bằng chip DSP Revert. Là cái dòng chip mà mới ra sau này á, mà có tiếng reverb rất là giống với vang số á. Ok. Cái voice echo này cũng đã được cân chỉnh đến cái mức nhiễu tối thiểu rồi. Bớt 5 giây này ta sẽ cắm xuống cái bo dưới á nha. Rồi ta cho vào. Cái bớt này nè theo đúng thứ tự cắm nó xuống cái bớt cái lỗ cắm phía dưới bò dưới đó. Nó có ghi là bớt 5 echo, cắm nó vào xong rồi giấu cái dây ở phía dưới đó, cho nó gọn. Rồi tiếp theo tra cái thằng này vô ở trên. Rồi bây giờ đấu dây nha. Nhắc lại là chỗ này nè là của Bluetooth đó, mình đã hàn ra cái sợi dây này để đưa tín hiệu ra, tức là Bluetooth nó phát nhạc ra đây nè. Còn cái dây này á, là mình dùng để cấp điện cho Bluetooth nè, 5V nè, thì Bluetooth là như đó nha. Bây giờ sử dụng dây ste hai đầu nối từ bo bo trạm á, từ cái trạm bông sen này nè, rồi ra cái dây này nè cắm đến Bluetooth. À nhiều anh em cứ thắc mắc sao cắm đến Bluetooth mà không cắm xuống dưới mua xích á, thì cắm vào Bluetooth để mình bấm cho này mình chọn được á. Rồi rồi cái Bluetooth out này nè, Bluetooth nó ra tín hiệu ở đây nè, thì cắm xuống chỗ ở dưới trên bo dưới mình có ghi là đến Bluetooth hoặc là chữ mu xích, cắm nó vào đó. Nó ba chân là chân trái chân phải với lại dây giữa là dây mát. Rồi xong rồi, bây giờ phải cấp điện cho cái bo mu xích master đó. Cấp điện cho nó thì dùng một dây bệ 3. Rồi dây bệ 3 thì lấy cái dây này cũng được. Đúng là dây này là dây tín hiệu này, nhưng mà lấy nó dùng cấp điện cũng được, hơi lãng phí tí thôi. Rồi ở đây nó có 7 6 chân, nhưng mà ba cái dây đầu tiên của nó là cộng không trừ, ba dây đó sẽ là cấp điện cho nó. Mình cắm vào hết ba dây đó. À, khi anh em dùng cái dây này thì nhớ một điều là khi cắm vô thì phải ngó lại coi thử nó đúng chân mát với chân tín hiệu. Có nhiều người cắm lộn ngược xong rồi đủ các loại lý do hết. Thì đây cắm vô thì phải ngó lại mặt dưới bo coi nó đúng chân mắt với chân tín hiệu không, cắm vô. Rồi như vậy thì đã xong cái bộ phía trước rồi ha, xong cái bộ mặt tiền đó, là bộ rề đó, là nó sẽ ra ba dây. Một dây là tín hiệu ra nè, dây tín hiệu nè, một dây cấp điện nè cho blue cho mu xích nè, dây cấp điện cho bluetooth nè, ba dây nha. À, ba dây.
dây cấp điện cho dàn rề là điện 15V đôi hoặc là 12V đôi á, cũng dây cấp điện cho Bluetooth là 5V. Nếu Bluetooth mà dùng 12V thì cấp điện 12V, cái này với cái này riêng. Một dây nữa là tín hiệu ra đi đến công suất á. Rồi làm xong tôi rút nó lại cho gọn gàng. Rồi rút xong mà nó thẳng thớm nó đẹp thì ok quá rồi. Đây là cái bộ công suất gọi là 16 sò đa năng, 16 sò lắp trên nhôm 3U này. Tức là bỏ vô vừa cái âm ly hoặc là bỏ vô trong thùng loa kéo cũng được, bỏ vô cho bộ súp cũng được. Rồi cấp nguồn ở đây ta có hai cái vị trí cấp nguồn, đó là cấp nguồn lớn á là ba cái lỗ này là AC, GND, AC thì 40, 0, 40 hoặc là 50, 0, 50. Nó đến 55V cũng được, 60V cũng được. Lắp xong lấy đồng hồ đo. Một chân thì dí, một que dí vô miếng nhôm, một que dí vô chân giữa đây nè. Rồi, sau khi hàng sò vào xong hết rồi á thì ta được cái bộ công suất này. Anh nhớ ở đây là có hai cái điểm ra loa, là một dây là ghi chữ tiếng Việt luôn, loa trừ, ở chỗ này là ghi là loa cộng ngay bên cạnh cái rờ le. Rồi bây giờ cấp nguồn 40 0 40, hai cái dây loa đây, bên này thì có cấp nguồn 15 0 15 để lấy điện cho dàn rề, rồi cấp nguồn 12V để lấy điện 12V với 5V. Nếu như mà anh em dùng cái này cho súp, cho cái bộ súp mà đánh loa bass súp 40 50, thì ta bỏ cái này 12V này đi, không cần dùng tới, ta chỉ dùng là 15 0 15 thôi. Còn không thì cứ cho 12V vô đây, lấy 12V ở bên này ra thì cấp cho quạt cũng được luôn. Rồi cái bước tiếp theo là mình giới thiệu về cái biến thế. Ở đây là một cái cục biến thế mà 50 0 50, 15 0 15. Thường thường thì người ta quấn là 17 0 17 để đề phòng điện nó yếu xuống thì nó không còn đủ. Ở bên này là có 220 220 vô, còn ở đây là 12V ra. Để cho tiện ở đây mình đã bấm đầu dây cho nó rồi. Ở đây to quá bấm dây không được, để nguyên vậy luôn, tí nữa siết vô domino. Rồi thì bắt được cái dây 50 0 50. Cái này là 15 0 15, cắm nó vào chỗ này nè, 15 0 15 nè. Cái này 12 12V, cắm nó vào đây. Thật ra thì 12V chưa có cần đâu, tí nữa thì mình sẽ nói cái đó sau. Cái 12V đó là nó qua cái con điếu hút cầu này, nó qua cái nắng lọc này, nó đến hai con, một con là 9V, một con là 5V. Bởi vì cái Bluetooth của mình á, là mình dùng loại 5V, cho nên mình để đây còn 7805 để mình có được 5V cấp cho Bluetooth. Rồi cái micro của mình là bởi vì nó 9V cho nên là mình dùng con 7809 nữa ra được 9V, mình cấp cho Bluetooth và cấp cho micro. Khi mà nối điện xong rồi thì ta cắm điện thử để test thử nó phát tiếng nhạc chưa. Rồi ta bắt đầu test nhạc ha. Cắm tín hiệu ở đây, cắm dây tín hiệu test á. Tín hiệu test thì mình lấy trực tiếp từ một cái điện thoại hay một cái mạch Bluetooth hay là một cái đầu đĩa gì đó, cắm trực tiếp ở đây xem thì nó hát được không. Cắm nguồn luôn cho cái biến thế luôn, kẹp nguồn vào cho cái biến thế. Thank you.
phần tiếp theo bây giờ mình sẽ nối cái bộ công suất với lại cái bộ ở đây có 3 dây như đã hướng dẫn ở video trước đó. Cộng không trừ 15V á, dây đỏ là dây dương thì đã cắm vào chỗ cộng không trừ 3 dây cắm vào, chú ý kết nối cho nó chính xác tí. Dây này là dây tín hiệu cắm vào chỗ input, dây này là dây 5V cắm vào chỗ cổng 5V. Thế thì bấm vào chế độ Bluetooth, Bluetooth rồi ok. Thì mình sẽ dùng một cái điện thoại, mình sẽ tìm cái Bluetooth đó coi. Nó kết nối sẵn luôn rồi. Nó có cái tên là BT Speaker. Đó, như vậy là mình, coi như mình kết nối Bluetooth xong. Ở đây mình dùng micro có dây, mình cắm mình test trước đi. Và những clip sau mình hướng dẫn mic không dây sau. Lượt 1 2. Các bạn chỉnh lên một cái xíu echo. Lượt 1 2 2. Delay chậm quá thì mình tăng delay lên. Lượt 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Lên 1 1 2 2 6 6 7 7. Lên ta để tiếng delay nhỏ thôi. Lên 1 1 2 2 2 2 2. Lên cái volume thứ tư là reverb. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 6 thì có tiếng vợt này, nó cũng chính là cái mình có thể gọi tạm là cái linh hồn của echo của cái bộ này. Nó được hơn mấy cái bộ khác chỗ này thôi. 6 7 8 9 10.
đang hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ anh không còn yêu em. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bao lâu, nơi mà em đi chưa quên anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất hoàng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại.